Trump bị xét xử với các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc chi tiền cho một diễn viên phim khiêu dâm nhằm bưng bít bế bối tình ái này trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông tuyên bố không nhận tội và nói không quen biết nữ diễn viên. Sau 5 tuần, cơ quan công tố đã mời 20 nhân chứng, trong khi phía bị cáo chỉ mời 2 người. Ông Trump không tự mình làm chứng dù nhiều lần đã nói về khả năng này. Theo CNN, phía công tố và bị cáo sẽ trình bày phần lập luận sau cùng vào ngày 28 tháng 5. Sau đó, bồi thẩm đoàn sẽ xem xét các bằng chứng đã được đưa ra và tuyên bố bị cáo có tội hay không. Liên quan tới diễn biến sự việc, ông Donald Trump đã không nhận tội với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc thanh toán gây tranh cãi, để ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels phải im lặng trước cuộc bầu cử năm 2016 bà Stormy Daniels đã đe dọa tiết lộ thông tin về cuộc gặp tình dục với ông Donald Trump vào năm 2006, một sự việc mà ông đã phủ nhận. Vụ án ở New York được nhiều người coi là vụ ít gây hậu quả nhất trong bốn vụ truy tố hình sự mà ông Donald Trump phải đối mặt. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống từ Đảng Cộng hòa đã dành quá nhiều thời gian tại tòa án thay vì tập trung vào chiến dịch tranh cử trong những tuần gần đây. Đây là phiên tòa xét xử duy nhất của ông trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 khi ông cạnh tranh với đương kim Tổng thống Joe Biden ở Đảng Dân Chủ. Trước tình thế này, nhiều người đã đặt ra dự đoán về kết quả có thể xảy ra từ phòng bồi thẩm đoàn bao gồm kết án, tuyên trang án hoặc bồi thẩm đoàn không đưa ra quyết định. Phán quyết của tòa án có thể gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump như thế nào? Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một phán quyết kết tội sẽ gây đến mối nguy hiểm chính trị đáng kể cho ông Donald Trump tại cuộc bầu cử có khả năng sẽ được quyết định chỉ bằng hàng chục nghìn phiếu bầu ở một số bang chiến trường quan trọng. Theo cuộc khảo sát ý kiến cử tri đã đăng ký của Reuters vào tháng 4, cứ bốn thành viên đảng Cộng Hòa thì có một người cho biết họ sẽ không bầu cho ông Donald Trump nếu ông bị kết tội trong một phiên tòa hình sự. Trong cùng cuộc khảo sát, 60% cử tri độc lập cho biết họ sẽ không bầu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu ông bị kết tội. Các chuyên gia tư vấn của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ có quan điểm khác nhau về tác động của một bản án kết tội. Ông Chris Ayres, một chuyên gia thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa, đã phán đoán rằng có đến một phần tư số đảng viên Cộng Hòa có thể sẽ không bầu cho ông Donald Trump nếu ông bị kết tội. Tuy nhiên, ông Chris Ayres cũng nói rằng mặc dù có một số ít thành viên Đảng Cộng Hòa và cử tri độc lập có thể không hài lòng với một kết án, điều này sẽ giúp ích cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông Whit Ares cũng nhấn mạnh rằng vụ án ở New York do một công tố viên đảng Dân Chủ khởi kiện và dựa trên các chiến lược pháp lý chưa được chứng minh có thể khiến ông Donald Trump và các thành viên của Đảng Cộng Hòa coi kết án là một đòn đánh chính trị. Bà Tricia McLaughlin, một cố vấn của Đảng Cộng Hòa đã khẳng định, bà tin rằng một kết án có tội sẽ tác động tâm lý lớn đối với ông Donald Trump vì ông rất ghét thất bại. Bà cũng cho biết, điều này dẫn đến việc ông Donald Trump sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các vấn đề pháp lý vì có khả năng cao ông sẽ kháng cáo một kết án có tội. Ông Bill Graston, một nhà phân tích và cựu thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington cho biết, ông hy vọng rằng phán quyết của tòa sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông cho rằng, cuối cùng đây chỉ là vấn đề về tình dục mà hầu hết người Mỹ hiểu rằng mọi người thường nói dối về vấn đề này. Tôi cũng từng làm việc trong chính phủ của Tổng thống Bill Clinton, người đã phải đối mặt với nhiều vụ bê bối tình dục khi ông ở Nhà Trắng trong những năm 1990. Các chuyên gia chính trị đồng thuận rằng một kết án vô tội sẽ là chiến thắng lớn đối với ông Donald Trump, đặc biệt khi ông cho rằng phiên tòa là một cuộc đàn áp chính trị nhằm làm chệch hướng nỗ lực tranh cử của mình. Ông Donald Trump cũng đang đối mặt với các cáo buộc liên bang và tiểu bang tại Washington và Georgia về việc cố gắng lật kết quả bầu cử năm 2020 trước ông Joe Biden và các cáo buộc liên quan tại bang Florida về việc xử lý sai tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. Ông đều phủ nhận tội trong cả ba trường hợp. Trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, ứng cử viên có thể sử dụng việc tuyên trang án ở tòa án để phủ nhận các vụ kiện khác chống lại mình. Kết quả tuyên trang án sẽ khiến ông có cơ hội tuyên bố rằng các vụ kiện khác cũng không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, những chi tiết kinh hoàng được tiết lộ trong phiên tòa và các cáo buộc chính về việc gian xếp thanh toán để bịt miệng ngôi sao dân cho Tommy Daniels vẫn có thể gây ảnh hưởng cho ông, ngay cả khi ông được tuyên trang án. Các chuyên gia pháp lý cho biết, nếu 12 bồi thẩm đoàn xét xử vụ án của ông Donald Trump không đồng thuận, về một phán quyết chung sẽ khiến thẩm phán phải tuyên bố xét xử sai. Các chuyên gia tư vấn chính trị dự đoán rằng ông Donald Trump sẽ chuyển việc bị xét xử sai lầm thành một chiến thắng, thế nhưng chưa có xác nhận cụ thể về việc được tuyên trang án sẽ mang lại lợi ích gì cho ông ấy. Fanny, cố vấn của Đảng Dân Chủ cho biết, dù kết quả tòa án như thế nào, dường như ông Donald Trump sẽ không phải đối mặt với một án phạt cụ thể, Cô hy vọng ông Donald Trump sẽ đả kích những đối thủ một cách khắc nghiệt hơn sau khi phiên tòa kết thúc. Ngày 15 tháng 5, theo giờ Mỹ, đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Tổng thống Donald Trump bên phía Đảng Cộng Hòa đã nhận lời mời tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do kênh truyền hình CNN chủ trì vào cuối tháng 6. Ngày 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump lần lượt tuyên bố chấp nhận lời mời của đài CNN cho cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 tới. Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Biden lần đầu tiên nêu các điều kiện tranh luận với cựu Tổng thống Trump trên sóng truyền hình. Đường kim Tổng thống đề xuất hai cuộc tranh luận vào tháng 6 và tháng 9, nhưng ông Trump tuyên bố muốn nhiều hơn con số 2 và tổ chức ở các địa điểm có sức chứa lớn. Động thái của Biden cho thấy ông sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro đã được tính toán để tăng tỷ lệ ủng hộ trong bối cảnh ông đang theo sau ông Trump ở các bang chiến trường quan trọng. Sự lo ngại của cử tri về tuổi tác và cách xử lý nền kinh tế của ông Biden được cho là nguyên nhân chính. Tổng thống Biden nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 15 tháng 5, Donald Trump đã thua tôi hai cuộc tranh luận vào năm 2020. kể từ đó ông ấy không xuất hiện trong một cuộc tranh luận nào nữa. Cựu Tổng thống Trump đáp trả bằng cách gọi ông Biden là người tranh luận tồi tệ nhất mà ông từng đối mặt, nhưng sẵn sàng tham gia hai cuộc tranh luận vào tháng 6 và tháng 9 tới. Tôi đặc biệt đề nghị tổ chức nhiều hơn hai cuộc tranh luận và để tăng thêm hứng khởi nên tổ chức ở một địa điểm rất lớn, mặc dù Biden được trao là sợ đám đông, đó chỉ là vì ông ấy không hiểu được họ. Ông Trump, người từ chối tranh luận với các đối thủ của mình trong cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, trong những tuần gần đây đã thách thức ông Biden tham gia vào một cuộc đối đầu, một đối một. Ông tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc tranh luận với Tổng thống đương nhiệm mọi lúc, mọi nơi. Trước đó, ông Trump từng nói với người dẫn chương trình bảo thủ Hark Hewitt rằng ông muốn cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ và cả hai người đều phải đứng, thể hiện sự tự tin của ông về sức khỏe của bản thân trước đối thủ đương kim tổng thống thì muốn cuộc tranh luận chỉ có hai ứng viên và người điều phối, không có bất kỳ khán giả trực tiếp hai bên thứ tư nào khác. Trước đó, tổng thống Biden tuyên bố ông sẽ không tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do ủy ban tranh luận tổng thống tổ chức vào mùa thu. Tổ chức phi đảng phái này đã tổ chức các cuộc tranh luận tổng thống kể từ năm 1988. Tương tự, ông Trump cũng từng bày tỏ ý định bỏ qua các cuộc tranh luận của ủy ban nói trên. Đến năm 2022, ủy ban quốc gia đảng cộng hòa thông báo đảng này sẽ rời khỏi hệ thống tranh luận của ủy ban. Trong một lá thư giải thích về quyết định này, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Biden là Jennifer O'Malley Dillon đã dẫn ra việc ủy ban này nhiều lần ngăn các ứng viên vi phạm quy tắc tranh luận. Chiến dịch của đương kim Tổng thống cũng xác nhận đã thông báo với ủy ban việc ông Biden sẽ không tham gia bao cuộc tranh luận dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 9, ngày 1 tháng 10 và ngày 9 tháng 10. Theo CNN, chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2024 sẽ chứng kiến hai cuộc tranh luận trực tiếp, với cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Thông tin trên được công bố sau khi hàng chục tổ chức truyền thông lớn của Mỹ, trong đó có ABC, AP, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News hay USA Today, đăng một bức thư ngỏ kêu gọi hài ứng cử viên Biden và Trump tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Các bộ tranh luận là sự kiện quan trọng khi cho phép ứng viên tổng thống thể hiện quan điểm và năng lực trước cử tri.